Mới giờ chúng ta đã có một cái thứ gì đó xuất hiện và nó bảo rằng là chúng ta đang nằm trong danh sách cần chuyển đổi, cho nên là tôi sẽ xuất hiện tại chỗ ông là Gohan luôn. Nghe bảo rằng là bốn nhân vật bị chuyển đổi thì phải, giờ chúng ta sẽ đâm vô phích V8 có nha, hình như là Goku, Krillin, Dende với Gohan bốn con. Rồi cái này nó sẽ diễn ra vào hai sau khi đu top xong, không chọn nhân vật thì sẽ chọn dùng Gohan, Krillin, Dende, xóa bỏ Goku sẽ hành trái đất rồi xong hành nhập cộng online rồi đó. Ok, khoan, nếu như vậy thì chúng ta chỉ còn ba nhân vật ở ba hành tinh thôi, thay vì là sáu nữa, thì skill nó có mở rộng không, bởi vì Piccolo có hồi sinh không khi mà Dende bị xóa, cái này thì chưa biết. Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ chơi Saiyan, bởi vì cái nick này là đồ toàn đồ Saiyan thôi, để cũng là để Saiyan nữa. Cái trang bị sẽ chuyển thành hành tinh tương ứng và bảo toàn chỉ số. Cái trang trong túi sẽ chuyển sang hành tinh tương ứng luôn. Chỉ nói là tử hoặc không. Không, cái này là đệ tử cùng hệ sư phụ, tôi tưởng là con ạt để Namek trên server 2 tôi chuyển sang được bên kia chứ. Rồi. Đây, chúng ta sẽ chuyển sang Vegeta để lấy cái đồ Saiyan. Con đại nó cũng sang Vegeta luôn. Chuyển đổi hết sư phụ này. Ủa phải để ra này sẽ giam rồi nhỉ, giữ nguyên đi, giữ nguyên đi, tại rồi giữ nguyên. Ok, thế là xong. Cái việc này tôi không nghĩ rằng là nó đang đàm giảm cái nhân vật xuống, tôi nghĩ là sau này sẽ ra thêm nhân vật cơ, tại vì cái con game này nó AD thông báo là bảo trì vào lúc 5 giờ chiều chứ không phải là 6 giờ chiều, và khi bảo trì thì chúng ta sẽ là big dead. Mình nghĩ rằng là sau khi bảo trì chúng ta sẽ có hành tinh mới, và cái việc mà AD xóa thêm slot để mà thêm slot vào là một điều rất là hợp lý, kiểu như là xóa đi ba slot để thêm ba hành tinh đấy. Và cái spoil mới nhất của AD đúng chính là chúng ta sẽ có cái thánh địa Karin, và cũng như là có được cái hành tinh Yagrath. Hành tinh Yagrath mình không nghĩ là chúng ta sẽ có tập Yagrath, bởi vì cái tập này có gì đâu, không để đem vô để support của Tele. Tôi vẫn nghĩ là chúng ta sẽ có một cái hành tinh nào đó là nó liên quan tới Frieza nhiều hơn, và Android gì đó vân vân. Cái này do tôi sầm định chém gió thôi. Nhưng mà mấy ông nào mà chưa thay đổi thì có thể thay đổi theo kiểu mình muốn nha. Ví dụ đang chơi kiểu như là một cái nick mà mình thấy là đang muốn ôm một từ cái nick đó ôm một vòng 5 m thì mấy ông phải chuyển sang Saiyan ôm cho được. Khai chắc ôm cũng được, nhưng mà kiểu Saiyan chúng ta có biến khỉ, vừa tăng máu vừa tăng chí mạng, quan trọng là tăng máu thôi. Rồi bạn có thể đấm xét HP vô cũng được, bởi vì trái đất nó hừng đam nhiều hơn, đơn HP thì bạn khó farm ấy, khó hai đấm một con. Và khi các bạn tạo nhân vật mới đi, bây giờ mình sẽ show ra, đúng rồi, bây giờ chúng ta chưa update, 2 ngày nữa sau khi chốt tốt xong đó là ngày 25 tháng 6 vào lúc 6 giờ chiều thì chúng ta mới có thể mà có được cái update. Thật ra là bây giờ mình sẽ tạo ra một cái nick để mà mình test cho mọi người, bởi vì theo đúng lý thuyết nó update vào khi mà xong tốt thì bây giờ nó vẫn còn 6 nhân vật chứ không phải là 3 nhân vật. Mình tìm ra một, mình nghĩ là kỹ năng nó sẽ gộp. Chắc chắn nó sẽ gộp, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ mất đi cái heal trái đất, thì bây giờ nó sẽ có thêm ui trái đất, bây giờ đi khỏe trái đất, kiểu nó có khiên, nó có hai dừng hạ sang, không biết có tới tận năng lượng không. Nếu mà gộp thì không, tôi không nghĩ là trái đất sẽ có tới tận năng lượng. Yes, rồi giờ tôi sẽ chỉ góc nhìn cho đây. Cái này còn phải để đây thôi. Tôi nói xong rồi mấy ông thấy là tin không chuẩn là chết đấy. Đây, nó vẫn là 6 nhân vật nha. Và giờ mình sẽ tạo nhân vật Goku. Đây, thì nó sẽ để là nhân vật của mình đang nằm trong danh sách chuyển đổi. Và mình có thể chuyển luôn ngay từ khi mà mình mới tạo nick. Wow. Đó, cái gì đấy? Sao mình có thể chuyển sang Goku cái này? À, Goku là trái đất. Goku hiện tại đang là Saiyan, mình sẽ chuyển sang Goku trái đất. Ý là ý của nó là như vậy. Skill thì cũng chưa có thay đổi gì. Cái này mình sẽ đợi tương lai đi, rồi nói tiếp. Chứ bây giờ nói thì tin nó không chuẩn đâu.